Mến chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoàng Hảo TV. Và hôm nay Hảo đang có mặt ở tại con đường DT782, còn được gọi là đường tỉnh lộ 19. Và hiện tại Hảo đang đứng ở tại đây để quay giới thiệu với lại anh chị cô chú mình một bất động sản chỉ cách cái con đường DT782 này là 500m thôi ạ, rất là gần luôn. Và bây giờ Hảo sẽ giới thiệu với lại anh chị về ngay vị trí này sẽ cách với lại là thị xã Trảng Bàng là 10 cây số và cách Củ Chi là 27 cây số, cách An Sương là 45 cây số và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là 50 cây số. Theo hướng này thì anh chị chạy thẳng tầm 10 phút là mình sẽ tới thị xã Trảng Bàng, và chạy thêm 20 phút nữa thì mình sẽ tới với lại là Củ Chi và An Sương. Còn theo hướng này thì mình sẽ đi về núi Bà Đen và mình đi về Tây Ninh, thành phố Tây Ninh. Cái con đường này nè anh chị, là mình sẽ đi về núi Bà Đen đó anh chị. Từ đây là mình chạy tầm khoảng 3 cây số nữa là mình sẽ tới khu công nghiệp Phước Đông. Chỉ cách ở đây là 3 cây số thôi nha anh chị ha, rất là gần luôn. Thì ngay bây giờ Hảo sẽ không để anh chị chờ lâu, thì mình sẽ vào lô đất này để mình xem nó như thế nào nhé. Lô đất này nó nằm hướng này nè anh chị, con đường này nè, mình chạy thẳng vào và mời anh chị cùng tham khảo với Hảo nhé. Và ngay bây giờ thì Hảo xin mời anh chị cô chú khách hàng của mình cùng đi theo Hảo để vào lô đất đó tham khảo như thế nào nhé. Dạ, đây là con đường đường cây me nha anh chị. Hướng này thì mình có thể chạy về huyện Gò Dầu, chỉ cách đây khoảng 5 cây số thôi anh chị ha, rất là gần. Con đường này thì là đặc trưng của con đường này là rất là mát luôn, bởi vì có hai hàng cây kế bên để mình thấy được sự mát mẻ ở đây, không khí nó trong lành như thế nào. Xung quanh đây thì dân cư rất là đông luôn, anh chị thấy nè, hai bên là nhà cửa san sát nhau mà buôn bán rất là nhiều, có tạp hóa, quầy thuốc tây. Ở ngay vị trí này thì mình chạy đi ra tầm khoảng 2 cây số nữa thì mình sẽ tới một cái vị trí, đó chính là một cái ngã ba. Ngã ba đó là gọi là ngã ba của huyện Đội. Và mình tới đây là mình sẽ rẽ phải nha anh chị ha. Còn mình chạy thẳng là mình sẽ đi ra ngoài trung tâm thị trấn của huyện Gò Dầu. Bây giờ mình rẽ phải. Thì đây là cái con đường vừa mới được làm nha anh chị ha. Đường này là đường nhựa. Thì đất của mình chỉ cách đường nhựa này có tầm 100m thôi anh chị ha. Đây, mình chạy theo hướng này. Mình chạy vào đây thì mình đã tới đất của mình rồi. Đất của mình thì nằm ngay vị trí này. Và bây giờ em sẽ dừng xe lại và quay thực tế cho anh chị cô chú mình xem ha. Dạ, mình đã tới vị trí đất của mình ngày hôm nay rồi ạ. Ở ngay chỗ này anh chị ha. Từ ngay vị trí này, mình đi ngang qua bên đây là 4m7 và dài xuống phía dưới là 24m5 nha anh chị ha. Hiện tại là đất này là đã có khu cư 100% luôn anh chị ha. Đây, bây giờ em sẽ đi ra sau cho anh chị của chúng mình xem. Thì đất này là hiện chưa có cắm ranh, nhưng mà anh chị mà mua thì em sẽ kêu địa chính xuống đo rõ ràng và em cắm ranh cho anh chị của chúng mình, để anh chị của chúng mình không có phải lo lắng gì ha. Những lô đất mà em đã từng bán thì em cũng cắm ranh cho khách hàng của mình hết. Thì đối diện với lại lô đất của mình, anh chị cô chú có thể thấy là có 3 cái dãy nhà trọ nha anh chị ha. Hiện tại thì đất này
đã có hữu cư 100% thì mình có thể xây nhà ở thoải mái. Mình xây bao nhiêu cũng được, miễn sao mình xây đủ cái phần đất của mình thôi anh chị ha. Cái đường trước đất của mình á là đường đá. Đường đá này á là đường thông. Mình chạy thì là mình đi thông ra cái con đường cây me hồi nãy á. Ở đây á thì dân cư khá là đông luôn. Anh chị mình có thể thấy đây, dân cư rất là đông. Đất của mình chỉ gớt có nhựa tầm khoảng chưa tới 100 mét nữa. Và cách với lại đường tỉnh lộ 19 DT782 á là có khoảng 500 mét thôi. Từ vị trí đất của mình anh chị, nghe chỗ này nè, mà mình đi tới với lại khu công nghiệp Phước Đông á, chỉ cách có 3 cây rưỡi số à. Mình đi tới ngã tư nông trường thì ở đó là có chợ nè, rồi có Bách Hóa Xanh, rồi có tạp hóa, quán ăn, nói chung là rất là nhiều những tiện ích ở đó luôn. Thì bán kính có khoảng 3 cây số ha, rất là gần. Nói chung ở xung quanh đây là rất là đầy đủ tiện nghi nha anh chị ha. Mình đi tới khu công nghiệp Phước Đông á, là anh chị biết rồi, khu công nghiệp Phước Đông á là có rất là nhiều những tiện ích, nó cực kỳ nhiều luôn. Và không để anh chị chờ lâu thì em sẽ cho anh chị coi sổ và em sẽ báo giá lô đất này ha. Và bây giờ mình sẽ cùng xem sổ lô đất này nha. Lô đất này nằm ở địa chỉ là ấp Suối Câu B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, có tổng diện tích là 114,9 m² và có diện tích là ngang 4,7 m và dài là 24,50 m. Hiện tại là đã có 100% hữu cư, chuyển mục đích sử dụng đất cây lâu năm thành đất UNT hết luôn tất cả rồi anh chị ha. Lô đất này mình có giá là 550 nha anh chị ha. Lô đất này mình có giá là 550 cho có diện tích là ngang 4,7 m và dài là 24,5 m, có 100% hữu cư và có sổ sẵn. Anh chị cô chú mình quan tâm hãy liên hệ với số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0849 388 455. Cảm ơn anh chị đã xem hết video này. Và hẹn gặp lại anh chị với lại video sau ạ.